Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay tôi xin đổi khẩu vị nói về cây cỏ và khoa học. Ở tại các tiểu bang miền Tây Bắc Hoa Kỳ như Washington và Oregon và tỉnh bang British Columbia của Canada, có một giống cỏ cây, cái hoa nhỏ thôi, rất là phổ thông. Nhưng mà đó, cái giống này đó bây giờ mới làm cho các nhà tiếng Anh nó gọi là botanist, tức là những người mà nghiên cứu về cỏ cây đó, rất là thích thú. Vì cái hoa này thưa quý vị, nó là cái hoa ăn thịt. Carnivorous plant. Cái hoa ăn thịt. Xin gửi quý vị hình ảnh cái hoa ăn thịt này như thế nào. Đây là loại hoa khá phổ thông ở phía Tây Bắc của Mỹ, như là Oregon, Washington và lên tới cả Canada là British Columbia. Loại hoa này rất phổ thông, trước đây người ta không biết nó là một loại hoa ăn thịt, được gọi là carnivorous plant. Nhưng mới đây các nhà khoa học nghiên cứu về cây cỏ cho biết rằng giống này rất lạ, nó rất thông minh, nó ăn được thịt của các côn trùng mà nó né tránh được những con ong mà lấy nhụy nó để rồi phân phối, tiếng Anh nó gọi là pollinated, tức là đi là gieo giống, nó lại không có ăn. Nó chỉ ăn cái giống mà nó biết nó ăn được. Còn những cái giống, những con như là con ong á, mà làm cho nó gọi là nó nhụy hoa, nó được phối á, thì nó không ăn. Như vậy là hoa cũng rất thông minh thưa quý vị. Đó là hình ảnh của giống hoa ăn thịt này. Thưa quý vị, theo báo khoa học của Mỹ, hoa ăn thịt này là thuộc loại, nó gọi là loại Triantha occidentalis. Nó thuộc cái giống nó gọi là Triantha occidentalis. Nó rất là phổ thông từ ở Alaska qua phía tây của Canada, kéo dài xuống dưới California và cũng chiếm luôn cả một phần lớn ở tại tiểu bang Montana. Như vậy là cái nơi mà nó được phát triển rất là rộng lớn. Mỗi một mùa hè nó mọc từ đất lên và nó cái cây, cái giống của nó có cái stem, tức là cái cây, cái giống cái cây ấy gì, nó mọc lên và nó ra hoa. Nó ra hoa thì cái cây này á, nó có nó hơi cái lông của nó cái lông thì nó lên, nó rồi cái hoa của nó có lông, nó ra những cái phấn hoa để nó kích thích các con sâu bọ chui vô trong nó và luôn cả ong. Cái phấn hoa của nó thơm mà có lẽ nó có mùi ngọt nữa nên nó chui vào. Thì các nhà khoa học mới đang là hồi trước cái tự không, nó vì nó nhỏ mà không ai chú ý, nhưng mà cuối cùng mới thấy rằng là nó ăn những cái giống rất là nhỏ như là các sâu bọ nhỏ, lớn quá nó ăn không được. Và nó lại có một cái gần giống như một cái trí thông minh. Tại vì các nhà khoa học nói rằng là chứ là hoa này á, là nó cần phải có ong nó tới nó hút, nó lấy mật á, thì nó mới đem phấn hoa đó nó đi, nó pollinate sang cái nơi khác, cái giống cái sang sống được, thì nó mới ra là coi như là nó giúp cho cái truyền giống của cái loại hoa. Thì chẳng lẽ nó đi ăn luôn cả cái con gọi là cái người mà giúp cho nó truyền giống. Nên nó là lúc đầu các nhà khoa học botanist á, họ không nghĩ như vậy. Nhưng sau thì họ mới thấy rằng là cái con này, cái cây này hay nhỉ.
Nó ăn những cái giống mà nó biết rằng là không có gọi là lấy phấn của nó. Không. Còn ong á mà tới làm sao, nó có lẽ là cái gai của cái lông của con ong á, và cái lông của cái hoa đó nó biết được nhau. Nó này nó né tránh, nó không có bắt con ong nó ăn. Nhưng mà còn các loài khác á, thì nó bắt lại, nó giữ lại và nó từ từ nó ăn. Nó ăn là tại vì các cái loài sâu bọ là gì thưa quý vị, thì nó có chất protein, tức là chất đạm, để nó giúp cho cây được tươi tốt. Không. Nên là theo dõi cái này là các nhà khoa học về nghiên cứu về cỏ cây rất là thích thú, lấy làm lạ vô cùng. Một trong những khoa học mà gia mặt nghiên cứu này đó là một người Trung Quốc, là ông tên là ông Jianxi Lin, Lin là họ Lâm đó thưa quý vị. Thì ông mới nói rằng là đặc biệt của cái giống này đó, giống mà họ ăn, ăn thịt này đó, là nó chỉ bắt mấy cái côn trùng mà nó biết rằng nó ăn được, nhưng mà đó nó không bắt những cái giống mà đi truyền giống cho nó là đặc biệt nhất. Trên bề mặt thì coi giống như là một cái sự chéo cả ngỗng, vì các cái thứ côn trùng mà nó giúp cho đi vấn đề mà đi gieo hạt giống, nó là gieo cái phấn của nó đi để mà truyền giống. Nhưng mà con cái cây hoa này á, nó hay cái chỗ là nó biết nhận diện được côn trùng nào đi gieo phấn giùm cho nó, còn côn trùng nào không thì nó ăn. Ê, hoa mà cũng có sự thông minh thưa quý vị, lạ thế đấy chứ. Sự khám phá này á, của hai nhà khoa học ông Lâm và ông Sean Graham thuộc Đại học UBC, và những người cộng tác như là Givnish và Sassine Anne ở tại Đại học University of Medicine đã cho những người mà nghiên cứu về hoa một cái góc nhìn mới về thế giới về cây cỏ. Không những cho họ mà còn cho tôi nữa thưa quý vị, tôi cũng mở cái mắt ra. Trước là tôi có nói chuyện với một người cũng nghiên cứu về vấn đề mà cây cỏ, nói rằng là cây cỏ có cảm giác, thì tôi cũng thấy là thích thú rồi. Nó có những cái thí nghiệm của bên Nhật Bản đó, cây cỏ đó mà nếu mà thí dụ như một quý vị mang một cái chậu hoa, sáng quý vị chửi nó, chửi to tiếng nó, rồi quý vị cũng chăm sóc giống như các cây hoa khác, rồi chiều quý vị chửi to tiếng nó, rồi cũng chăm sóc giống như các cây cỏ khác, rồi quý vị để như vậy, cứ làm thực hành như vậy khoảng chừng 1 tháng sau thì các hoa khác cùng một loài luôn thì nó vẫn tươi tốt. Nhưng mà cái cây mà cái hoa mà quý vị chửi đó, khoảng tháng á thì nó khô héo thôi quý vị. Đó là sự thật, tôi có xem những cái nghiên cứu rất là như vậy, xem bằng hình ảnh á, chứ không phải là ấy. Người ta thí nghiệm bằng hình ảnh á, tức là trên YouTube mà thí nghiệm ngày thứ nhất chửi nó, ngày thứ hai chửi, và tới ngày 30 chửi á thì họ mới so sánh lại những cái cây mà không chửi thì nó khác nhau liền. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị mang hai cái chậu lan cùng một loại, quý vị chăm sóc giống như nhau để ngăn phòng nha, để ngăn phòng một mà một phòng kiến đó quý vị thấy, thì bên này quý vị tưới cái chăm sóc chậu lan A đó như thế nào đó, thì quý vị phải chăm sóc cái chậu lan B nó như vậy. Nhưng mà chậu lan B đó thì quý vị chửi nó sáng chửi lần, chiều chửi nó lần, to tiếng với nó, thì cái để nghiên cứu cùng một chỗ như vậy, thì cuối cùng mà 1 tháng sau quý vị thấy rằng cái chậu lan B đó nó héo, nó không có được tươi đẹp giống như cái chậu lan A đâu. Đó là nghiên cứu nói rằng là hoa cỏ cũng có cảm xúc. Và bây giờ đó là nghiên cứu này đó thì cho thấy rằng là hoa cỏ
có trí khôn. Nói ra giống như cái chuyện đùa nhưng mà nó lại là một cái chuyện đang xảy ra thưa quý vị. Thế giới của động vật thì dễ hiểu rồi, một cái thế giới của cỏ cây vậy mới là lạ đó. Vì đây là một nghiên cứu của hai nhà khoa học chuyên về cỏ cây. Tôi đọc xong tôi cũng thích thú vô cùng thưa quý vị. Tôi thích ba cái thứ gọi là lạ này. Cái giống hoa này á, nó nhỏ thôi. Nó rất là phổ quát ở bên phía California và Oregon, Montana, vân vân. Nếu mà quý vị đang ở bên cái vùng đó thì quý vị ra mà xem và theo dõi. Cái hoa này nó rất là phổ quát chứ nó không phải là hiếm hoi gì, nhưng mà nó đặc biệt là bây giờ là các nhà khoa học người ta nghiên cứu thấy rằng là nó là hoa ăn thịt. Nó bắt giữ lại các cái động vật, côn trùng mà nó thấy rằng là nó ăn được, nó ăn. Và nó không có bắt các con ong hay côn trùng nào mà nó nghĩ rằng là giúp cho nó gieo phấn. Đó là câu chuyện tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về chuyện này. Tôi rất là thích thú, tại vì tôi cũng đã xem những cái chương trình khác bằng hình ảnh nghiên cứu về hoa cỏ. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.